Các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Tâm Đình. Và ném bóng của Tâm Đình đã mang về những điểm số đầu tiên cho Cần Thơ Catfish. Quyền kiểm soát của các thủ Cần Thơ Catfish. Lê Hiếu Thành trả bóng ra ngoài cho Tâm Đình. Một pha bắn ba của Tâm Đình. 5 điểm đầu tiên trận đấu đã thuộc về cầu thủ Việt Kiều bên phía Cần Thơ Catfish. Cơ hội dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo vẫn đang tạo ra rất khó khi mà thủ Cần Thơ Catfish áp sát liên tục. Nhưng vừa rồi đã có 2 điểm dành cho Hà Nội Buffalo. Tâm Đinh là người rebound. Thêm một pha bắn ba nữa của Tâm Đinh và bóng đi vào rổ. Hai pha bắn ba liên tiếp thành công của Tâm Đinh. Trên Thâm Tình trong khu vực 3 giây là một quyết định hợp lý. Tiếp tục là tình huống turnover của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Lê Hiếu Thanh, 2 điểm dành cho đội trưởng của Cần Thơ Catfish. Vẫn đang là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Mai Bell đánh thẳng vào khu vực dưới rổ và anh đã ghi được 2 điểm. Đó còn một tình huống end one dành cho Mai Bell nữa. Trung biên cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Bùi Quốc Tân. Pha ném bóng hơi thiếu cảm giác của Bùi Quốc Tân nhưng Catfish vẫn đang là đội kiểm soát bóng và thêm một pha ném xa nữa của Tâm Linh. Một khởi đầu quá tuyệt vời dành cho cầu thủ mang áo số 23. 2 điểm dành cho Hà Nội Buffalo và đó là pha ghi điểm của Trần Ngọc Tân. Bùi Quốc Tân. Bùi Quốc Tân là một cầu thủ có khả năng ném bóng tốt. Đình vẫn đang khá im hơi lặng tiếng so với người anh trai của mình. Đó là cú ném rất tốt của Mai Bell. Tâm Đình. Và xử lý rất nhanh của Tâm Đình và lại là một pha ném bóng chính xác nữa của cầu thủ này. Cú bắn ba của Phạm Hiền Tài chính xác. Trên bóng của mình. Nhưng bây giờ là cơ hội dành cho Sang Đình. Một pha từ bóng rất nhanh của Sang Đình. Theo thống kê của PBA thì Lê Hiếu Thành là cầu thủ có tỷ lệ mất bóng trung bình mỗi trận cao nhất. Vừa rồi là 2 điểm nữa dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Là một trận đấu có tỷ số rất cao. Lúc này thì lão tướng Đàm Huy Đại cũng đã vào sân bên phía Cần Thơ Catfish. Tâm Đình, tình huống lên rổ quá tuyệt vời của Tâm Đình. Tiến công theo rất sát. Vẫn đang là Tâm Đình. Tình huống double team của các thủ thành Buffalo dành cho Tâm Đình. Nhưng vẫn có điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Đợt tấn công của các cầu thủ Cần Thơ Catfish nhưng một lần nữa thì Sang Đình đã steal thành công. Và bây giờ là cơ hội dành cho Trần Ngọc Tân, thêm 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Tâm Đình. Và cái điểm dễ dàng của Tâm Đình. Hiếu Thành. Lone Hampton. 2 điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Không thành công. Tiếp tục là cơ hội dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Và người ghi điểm đó là Leon Hampton. Tấn công này thì họ sẽ thu hẹp khoảng cách dài bên xuống. Còn lại một con số thôi. Sang Đinh. Nguyễn Tiến Dương đang rất trống trải. Và đó là một pha ốc rổ của Mai Bèo để mang về thêm 2 điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Tiếp tục là đợt tấn công của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Mai Bèo. Sang Đinh. Tiếp tục là một pha ném ba nữa và một lần nữa thành công. Tình. Trước mặt anh đang là Mai Bèo. Tâm Đinh. Đã có lỗi của Sang Đinh. Sang Đinh là người phạm lỗi với Tâm Đinh ở trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là bóng biên dành cho Cần Thơ Catfish. Lê Hiếu Thành. Lone Hampton khá trống trải và liên tiếp là có 2 điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Bóng trong tay của Nguyễn Đường Quang Anh. Và đá bóng chính xác của Quang Anh mang về 2 điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Lê Hiếu Thành đã chọn đưa bóng sang phần sân đúng luôn. Lone Hampton. Bùi Quốc Tân dùng chuyền bóng rất nhanh Lê Hiếu Thành. Lone Hampton đối đầu với Mai Bell và có 2 điểm dành cho Catfish. Đối đầu mà Lương Hàm Tân đây chiếm rất nhiều lợi thế về mặt thể lực và sức mạnh. Mai Bell. 2 điểm cho Mai Bell. Đây là một nỗ lực ghi điểm rất đáng khen của trung phong bên phía Hà Nội Buffalo. Cách nhà bên bây giờ còn lại 5 điểm thôi và đây là đợt tấn công của Hà Nội Buffalo trên tiến công. Nguyễn Đường Quang Anh. Mai Bell là người đi bào và tiếp tục là pha lên rổ thành công của Mai Bell. Sang Đinh. Tiếp tục là những tình huống
thấy di chuyển kỹ thuật của Sang Đình thì đội đã không vượt qua được Southampton. Và phối hợp rất đẹp bắt của các cầu thủ hàng đầu Buffalo. Người ghi điểm là Mike Bell và điểm số đã được cân bằng 37 đều. Đúng là một trận đấu đang cực kỳ hấp dẫn. Trung tại công sức. Và đây chính là những trận đấu tiền Sang Đình lên đấu thứ hai. Thực tế thì bây giờ hàng đầu Buffalo không có một cuộc phòng đúng kỹ trong đội hình. Và đây sẽ là góc chỗ của Southampton. Quá đơn giản đã không thành công và Tâm Đình là người đã rebound. Hiện tại Hiếu Thành, điểm đầu tiên dành cho Hiếu Thành ở trong trận đấu ngày nay, và đó là một cú bắn ba chính xác tránh khỏi sự chú ý của tất cả các cầu thủ phòng ngự bên phía Cần Thơ Catfish. Pha lừa đảo thành công của Phạm Hiện Tài mang về thêm 2 điểm lên tiến công. Pha lừa đảo thành công cũng vậy, thà Phạm Nhật trả bóng về sân nhà còn hơn là để đối phương ghi điểm trong tình huống như vậy. Đây là 2 điểm của Southampton. Nằm Buffalo, Lê Hiếu Thành. Pha phối hợp rất hay của Cần Thơ Catfish và người vừa ghi điểm là Phạm Hiện Tài. Bùi Thái Hà, lần này thì Bùi Thái Hà đã thành công ở trong việc đưa bóng rơi vào trong rổ. Đó là cú ném một cự ly trung bình chính xác của Trần Ngọc Tần. Trôi qua Thẩm Đinh, một pha phối hợp rất tốt. Thẩm Đinh lên Thẩm Tình đã té ngã nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Lê Hiếu Thành, tình huống bắn ba thành công của Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành, Bùi Quốc Tân, cú ném độ chính xác của Bùi Quốc Tân. Mai Bèo, đột phá của Mai Bèo, còn 2 điểm cho Hàn Buffalo. Đang là các cầu thủ Hàn Buffalo. Mai Bèo một tình huống no look pass và đây là tình huống bắn rổ thành công của Tiến Dương. 3 điểm dành cho Tiến Dương. Hiếu Thành, Bùi Quốc Tân, phản bóng chính xác của Bùi Quốc Tân. Cần Thơ Catfish, Tấm Đinh, Leo Hampton. Phản bóng ở vị trí rất trống trải như vậy thì thật khó để Leo Hampton không ghi điểm. Những tình huống tranh chấp với Sang Đình. Sang Đình muốn ném một cầu ly trung bình chính xác của Sang Đình. Đến tiến công Nguyễn Tiến Dương, các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang cố gắng để tìm cầu ghi điểm và đó là pha ném bóng chính xác của Mai Bèo. Vẫn đang là Sang Đình trả bóng ra ngoài cho Mai Bèo. Đó là cú bắn rổ không thành công nhưng vẫn là các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Second chance và điểm dành cho Vũ Việt Hoàng. Đó là tình huống bắn rổ chính xác của tài năng trẻ thuộc Lò Đào Tạo Bóng Rổ Hà Nội. Và để mất bóng của Tiến Dương và đây là cơ hội ghi điểm dành cho Lê Hiếu Thành. 2 điểm dành cho Cần Thơ Catfish. Tình, Lê Hiếu Thành, Liêu Hàm Tình. Bóng tay của Bùi Quốc Tần rất trống trải để thực hiện pha ném bà và đó là một pha ném bà chính xác. Đó là pha bắn bà của Tiến Dương và có 3 điểm dành cho Hà Nội Buffalo. Nguyễn Tiến Dương và Brian Kiệt khá hay. Và đó là một cú ném bóng chính xác của Mai Bèo để mang về thêm 2 điểm. Nguyễn Tiến Dương, Mai Bèo. Và bóng chính xác của Sang Đình thêm 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Và Buffalo sẽ cân bằng được điểm số với Cần Thơ Catfish. Bùi Quốc Tân ném xa và đó là một pha ném xa thành công. Buffalo, Sang Đình. Sang Đình đột phá. Và sau đó là tình huống huy bao và ghi điểm của Mai Bèo. Lê Hiếu Thành, huống đột phá thẳng vào khu vực bản rổ của Lê Hiếu Thành. Sau đó thì Leo Hampton đã huy bao và có được pha ghi điểm đơn giản. Leo Hampton vẫn đang theo Mai Bèo rất sát. Sang Đình, quả đá bóng của Sang Đình, đó là một pha ném bóng bật bảng chính xác. Còn 3 điểm. Lại là một đường truyền hư của Lê Hiếu Thành. Và 2 điểm dành cho cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo Vũ Việt Hoàng. Điểm số lúc này đã được thu ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm. Liên tiếp là những tình huống turnover rất đáng tiếc của các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Và Hà Nội Buffalo đã vượt lên dẫn trước. Quyết định ném bóng của Sang Đình rất chính xác. Và ném bóng ngay ở giây cuối cùng của Sang Đình đã giúp cho Hà Nội Buffalo vượt lên với khoảng cách 3 điểm.
Những pha lưu chuyển bóng và đó là tình huống bắn ba chính xác của Lê Hữu Thành. Bây giờ lại là cơ hội để cho Connor Catfish lên điểm. Leon Hampton rất dễ dàng. 83-81 cho Cần Thơ Catfish. Thành công một quả ném ba thì trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Không có quả ném ba thành công dành cho Mike Bell. Và trận đấu giữa Cần Thơ Catfish và Hà Nội Buffaloes đã khép lại với chiến thắng 84-81 dành cho đội chủ nhà. Một trận đấu hết sức căng thẳng và nghẹt thở đến những giây cuối cùng.